Giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình Quảng Nam lần thứ 26 thu hút 19 đội thuyền đua, gồm 11 đội nam và 8 đội nữ với 500 vận động viên dự thi. Theo đó, giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình Quảng Nam lần thứ 26 năm 2023 Cúp Phú Long diễn ra vào sáng nay ngày 17 tháng 5 trên sông Chợ, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Giải đua thuyền truyền thống phát thanh truyền hình Quảng Nam lần thứ 26 thu hút 19 đội thuyền đua, gồm 11 đội nam và 8 đội nữ với 500 vận động viên tham gia. Đại diện ban tổ chức chia sẻ, đua thuyền là môn thể thao sông nước ưa thích của cư dân đất Quảng. Liên tục trong 26 năm qua, giải đua thuyền truyền thống này nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân vùng sông nước xứ Quảng. Giải đua thuyền năm nay thu hút 19 đội thuyền đua, gồm 11 đội nam và 8 đội nữ với 500 vận động viên dự thi. Ngoài tranh tài ở giải hòa bình dành cho các thuyền đua nam, các thuyền đua thi đấu ở hai nội dung là giải nam thi đấu 5 vòng đôi với cự ly 7,5 km và giải nữ thi đấu 4 vòng đôi với cự ly 6 km. Sau hàng giờ đồng hồ tranh tài, đội thuyền đua nữ và nam xã Tam Tiến, huyện Núi Thành xuất sắc giành 2 huy chương vàng. Giải đua thuyền truyền thống không chỉ là giải thi đấu thể thao mà còn là nét đẹp truyền thống, văn hóa đặc trưng của vùng sông nước xứ Quảng. Việc tổ chức giải nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao của nhân dân. Qua đó, động viên mọi người hăng hái tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ lao động sản xuất, phòng chống lũ lụt,